Kính thưa quý vị, theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á, tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á dự báo đạt 4,6% trong năm 2024 do nhu cầu nội địa tăng mạnh mẽ và du lịch tiếp tục phục hồi. Tăng trưởng của Việt Nam và Philippines năm 2024 được dự báo cao nhất khu vực, cùng đạt 6%, theo sau là Campuchia 5,8%, Indonesia 5%, Malaysia 4,5% và Lào là 4%. Tiếp sau là Thái Lan và Singapore. Còn theo báo cáo vừa được Tổng cục Thống kê công bố, thì kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của nước ta đạt 6,42%, vượt xa mức tăng 3,72% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro và cũng tạo đà cho 6 tháng cuối năm. Đóng góp nhiều nhất cho GDP quý 2 năm 2024 là khu vực dịch vụ tăng 7,06%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,29% và cuối cùng là khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng 3,24%. Tăng trưởng tích cực thể hiện ở cả 3 khu vực kinh tế cho thấy rõ xu hướng phục hồi của nền kinh tế. Với cái mức tăng của quý 2 cao hơn đến hơn 2 điểm phần trăm của quý 1 và khu vực 3 thì cũng có mức tăng tích cực hơn so với cả khu vực 1 là 0,86%. Trong đó thể hiện rõ ở cái mức tăng của vận tải kho bãi trên 11,5%. Mức tăng trưởng tích cực 6 tháng đầu năm là cơ sở tạo đà cho việc nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm trong những tháng tiếp theo. Tiêu dùng trong nước vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với lợi thế thị trường tiêu thụ hơn 100 triệu dân. Việc Quốc hội vừa nhất trí tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế VAT 2% đến hết năm đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ, không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng qua giảm thuế mà còn giúp sản xuất kinh doanh sôi động. Ba luật liên quan tới thị trường bất động sản là luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, sớm hơn 5 tháng so với thời điểm đã được quyết định trước đó, cũng sẽ giúp cho thị trường bất động sản vốn còn nhiều khó khăn có cơ hội phục hồi. Đây sẽ là những yếu tố góp phần quan trọng vào động lực tăng trưởng cho kinh tế trong nửa cuối năm nay. Cái động lực về đầu tư, động lực về vấn đề tiêu dùng và động lực thứ ba là động lực về vấn đề xuất khẩu. Chúng ta hay dùng cái từ là cổ xe tam mã. Thì ba cái động lực này cũng phải được chăm chút. Thì trong đó cái động lực về đầu tư thì chúng ta phải tập trung giải ngân cái đầu tư công. Và dĩ nhiên đầu tư nước ngoài thì chúng ta phải có cái chính sách để mà thu hút cái đầu tư vào cái lĩnh vực công nghệ cao, vào cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Là Quốc hội thì vừa thông qua một cái nghị quyết để chúng ta điều chỉnh cái thời hạn sớm có hiệu lực của luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và luật tổ chức tín dụng. Với cái sự áp dụng sớm của 4 luật này, tôi cho rằng đây sẽ là một cái tác động rất mạnh về mặt thể chế để khơi thông nhiều nguồn lực. Nhiều số liệu vĩ mô có chiều hướng tốt lên, nhưng theo một số chuyên gia, đang có sự lệch pha giữa các nhóm doanh nghiệp. Sự phục hồi tích cực chỉ phản ánh được bức tranh của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn, trong khi đó khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường vẫn ở mức cao, tỷ lệ đầu tư tư nhân và tăng trưởng tín dụng rất thấp. Do đó, nhiều chuyên gia đề nghị vẫn cần tiếp tục thực hiện các giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường phân cấp phân quyền, tạo chủ động cho các địa phương.